Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Khoan các bạn, cho mình kiểm tra lại hệ thống âm thanh. Xíu hôm qua mình có một video mình quên bật tiếng của mình lên. Xin lỗi các bạn nha. Hôm qua có một video Yu-Gi-Oh! Mình quên bật tiếng. Rồi, chết một, khoan, xin lỗi các bạn. Rồi, giờ phải kiểm tra lại trước. Rồi, ok, hay quá. Ây chà, bữa nay sao vừa vô rồi nó cứ hụt trước hụt sau hoài ta. Rồi không sao, ở đầu nó không được thuận tiện lắm thôi. Bộ bài luôn này. Rồi có chai nước ở đây nữa. Ông nào để mấy cái này vô nhà vệ sinh vậy trời. Tổ đội của mình vẫn sẽ là tổ đội 3 người các bạn nhé. Rồi đây Thảo My đây. Ôi quay, hộp thuốc. Rồi thôi lỡ cái này cũng được. Rồi hộp thuốc tính 2. Rồi đây. Chúc anh không, bên này có cái đèn. Đèn pin. Cái ổ khóa. Nhưng mà quên mất chúc anh là 3 ô. Rồi bình lấy bình nước nữa thôi là hết giờ rồi. Rồi thôi chạy luôn, bữa nay lúa được ít đồ quá các bạn ơi. Rồi để coi nào, mình không lấy, để coi mà nãy giờ mình lấy được cái gì ta. Rồi ở đây mình có để một cái bàn cờ, trời đất ơi. Cái bàn cờ thôi cũng được, coi có cái để chơi đỡ buồn, mà hình như mình có lấy bộ bài theo rồi. Có bộ bài, có bàn cờ, có hộp cứu thương, có cái này. Bữa nay mình không có vũ khí luôn à, có cuốn sách, có cái đèn pin thôi. Trời ơi là trời ơi, bữa nay cái bộ mình hơi thất bại rồi. Rồi thôi cả các bạn nha, bữa nay mình khởi động không được tốt cho lắm, nhưng mà thôi mình cũng sẽ không chơi lại. Nói vô là mình phải tùy theo hoàn cảnh mà sống thôi, chứ đâu thể nào mà cứ nói là phải cái này cái kia mới chơi được, đúng không nào. Ở coi sự kiện này thì hình như là mình chưa có gặp bao giờ, mình nghĩ là mình mở cửa thử nha các bạn, coi nó làm sao, hy vọng là không bị thương hay không gì. Lại thằng nhóc này nữa à. Sao nó sống dai vậy. Thằng bé này mình không cho nó xuống, nó cũng xuống luôn, nó bằng cách nào nó sống. Chú anh Hồi Kỳ từng hỏi mình là sao thằng bé này nó sống dai dữ vậy nè, mình nghĩ chắc nó chui vô trong tủ lạnh, nó giống như ông Dr. John. Bạn nào có coi Indiana Jones sẽ biết ý mình. Rồi thôi kệ nó, vậy cũng tốt. Mình thằng này nó không cho đi ra ngoài rồi, vậy chúc anh phải đi. Không có mặt nạ thôi em ráng chịu nha. Rồi xong, bé này là nó cần gì ta, khác. Mất nước. Rồi ok, ba đứa mình cùng làm ly. Nãy nước không có nhiều lắm. Rồi bây giờ quân đội nó thả đồ dự trữ xuống thì mình lại không có nên mặt nạ ra lấy rồi. Để xem nào, rồi không ai bị gì. Bệnh thì thôi. Thằng nhóc này mình không cứu đâu, cái hộp cứu thương còn lại đi làm nhiệm vụ nữa. Mình biết là tại vì mình cũng không có nhu cầu 4 người, các bạn, thử thách của mình là đang đặt ra là cứu 3 người thôi. Mãi nữa tại mình lo mình lúa đồ ăn. Thật ra có cuốn sách này thì nó cũng đỡ, cuốn sách này dùng được khá nhiều việc. Cái gì đây? Rồi ok, không bị gì là tốt rồi. Rồi lấy cuốn sách đập lên dán thôi. Rồi chúc anh về rồi. Rồi lại đem theo được cái mặt nạ, giỏi thế. Rồi xin lỗi các bạn nha. Ở này từ từ tính sau. Bữa nay máy móc thì sao trời. Rồi hết kệ nó, để coi nào. Mình đập mấy con gián xong rồi mình lụm được cả một lon súp, hai chai nước và một cái mặt nạ, một đem về một cái rìu luôn. Ôi Trúc Anh giỏi vậy. Rồi để coi, khát đói. Rồi thôi thằng nhóc này thôi mình cũng không tiếc một chai nước với nó. Rồi đây, hai người lớn có vẻ ăn uống nhiều hơn, kệ nó bình thường. Rồi cái gì đây, đúng rồi, ai đó cứu mình được thì chắc là chính quyền rồi. Cho nên nghe đài đi, biết đâu là lần này mình thoát được nhà chính quyền đấy.
Rồi bốn người đồ ăn thức uống nó hết lẹ lắm, đói đói rồi. Ok, hai đứa nhỏ cần ăn rồi, thôi ăn đi. Rồi giờ tới Thảo My vậy nhỉ? Này thì à nó hết rồi nè, giờ nó bệnh thôi, nó không có nó không có mệt nữa, nó đi ra ngoài được. Mình cho đi luôn. Cái mặt nạ này còn giữ lại đôi khi là làm cái gì đó khác nữa. Thành ra là thôi cũng không nên cho đeo đi ra ngoài. Cái gì đây? Khác. Để coi nào, khác nè, mất nước vừa đói luôn. Khác. Rồi ok, thằng nhóc này thì cho nó uống miếng đi. Này vừa đói vừa khát đúng không? Rồi ok, vừa đói vừa khát, anh không tiếc. Anh không tiếc gì với em nha chúc anh. Không mà nói anh lại cứ tiếc với em, rồi mình khát thì mình uống luôn. Rồi cái gì đây? Rồi ok, lấy sắp đập tiếp cái bình xịt côn trùng này để xịt chỗ khác. Nào nó vẽ cái gì ở đây đây? Hình như là mỗi lần mình thấy có cái biểu tượng này xuất hiện là tại vì mình lại bị nó sai nè. Rồi ok, gì rồi mấy con nhện xong rồi mình lại tìm được con lon súp nữa, ngon quá. Vậy nó mới hảo hảo chứ. Rồi có vẻ như là mình bỏ rơi thằng nhóc này, nó cũng là một cái gì đó mà game nó muốn xử phạt mình á. Coi đã, tiếng gõ cửa. Có bạn nói mình là gõ ba cái là người xấu, gõ hai cái là người tốt đúng không vậy? Để coi nào. Rồi không ai cần ăn uống gì đó là điều tốt. Đi đây. Người cũng như nghe thấy tiếng hát bên ngoài, nó phải từ một nhóm người sống. Bọn người nhìn chán đời chúng tôi không ngờ như đóng ngập cuộc sự giúp đỡ. Họ xin chúng tôi bất kỳ thứ gì mà chúng tôi có thể cho được, nước, thức ăn, thuốc men. Họ cho lon súp đi, mà còn nó phá mình nữa. Đồ ăn mình đang dư. Rồi, Thảo My về rồi và không bị gì hết, tốt. Rồi, để coi coi. Thế ai xúc động khi nhận món quà bình thường, một phút sau những người nghèo khổ này ôm chúng tôi như thể không có ngày mai. Vâng. Cho có một lon đồ hộp không mà họ nói như mình à, họ đổi lại cho mình cái bản đồ phải không? Mình nói rồi, làm việc tốt là kiểu gì cũng được thưởng. Cái game này nó cũng có tính chất giáo dục hết đấy. Cái gì đây? Khu vực Hải Dương, vâng, có tỉnh Hải Dương ở đây nữa hả? Ủa vậy là mình đang ở khu vực đồng bằng sông Hồng à? Bị sụp đổ hoàn toàn, biến thành một bể nước phóng xạ giữa sở thú với đầy các loại cá như piranha. Hải Dương có piranha hả? Ông nào dịch ngố tàu cái này. Hải Dương phá hủy một nửa. À không, cái này Hải Dương này chắc không phải tỉnh Hải Dương đâu các bạn, mà chắc là cái Hải Dương, cái trung tâm Hải Dương hay là mấy cái chùa công viên Hải Dương ấy, công viên mà của mấy con mấy cá mấy. Rồi coi nè, chúng ta tìm thấy được hai chai nước, là thêm được bình nước nữa, một lon súp. Rồi thôi cũng được. Tính ra Thảo My lút về toàn thức đồ ăn thức uống không, chứ không lút được đồ trang bị như là Trúc Anh. Thôi kệ, mình cũng mừng gì đó rồi. Rồi để coi. Khác. Đói. Rồi ok. Vậy là chỉ có Thảo My là không uống rồi đúng không? Rồi còn lại thì để coi nào. Đói nè, đói. À Trúc Anh thì lại không ăn nè. À thằng nhóc này nó cũng không ăn. Rồi. Rồi vậy thì mình với lại Thảo My ăn đúng không vậy? À đúng. Khác. Rồi ok, tốt. Tiêu thụ hơi nhiều đấy mà không sao. Rồi chuẩn bị đi tiếp, giờ mình sẽ cho thằng nhóc này nó đi. Rồi thôi giờ mình là bữa nay mình quyết định nuôi con mèo đi. Sự kiện con mèo này cũng khá hay. Rồi ok, mình cho nuôi con mèo đi cho nó đỡ sống, nó đỡ buồn tí. Đói, rồi Thảo My vẫn đói, đi ra ngoài nhiều ngày mà đói cũng phải thôi. Rồi ok, bé này phải cho nó đi rồi. Cái đó tiếng mình bấm vô cái bình xịt đó nha các bạn. À, có mình Thảo My đói thôi, ăn đi em. Rồi xong, cho nhóc nó đi tại nó sắp tiêu rồi, cho nên nó là thôi cho nó đi luôn, nếu mà nó còn quay về được lần nữa thì tốt. Còn không thôi mình cũng không có gì phải ngại. Naveda, cái gì mà Naveda đói khát đúng không? Rồi đói khát thì ăn uống đi em, anh không tiếc gì với em hết. Ấy lại nữa rồi, bấm nhầm hoài ta, bữa nay sao vậy?
đói khát, đói khát. Rồi ăn uống đi. Rồi con mèo nó đang ở đó, hy vọng là đừng có động đất nha, mình sợ vụ động đất lắm rồi đó. Để coi nào, mệt khát khát rồi. Ok, hai người khác. Thảo My thì không cần gì đó rồi, nhưng mà tới lượt mình với lại Trúc Anh thì lại bị khát nước. Rồi uống sao, tại đồ còn nhiều. Rồi cái gì nữa đây? À, Thảo My khỏe rồi rồi. Đói rồi, Trúc Anh đói, cho Trúc Anh ăn thôi. Nó mà tiêu không ba người hết nó cũng tiêu hao nhanh rồi. À, quân đội tới rồi các bạn, hay quá rồi, cái đèn lên trời nào. Ủa sao tự nhiên mình bệnh vậy ta? Cái gì đây? À, chết một mình lại bị dính với mèo à, trời ơi. Ôi trời ơi, khổ thân tôi quá chưa, nuôi con mèo này mình lại dính chưởng. Lần tới biết là không nuôi nữa. Rồi thôi mình đi tìm cái mảnh đó đi. Rồi xong, coi như là mình trả con mèo cho mấy ông đặc vụ rồi phải. Rồi đúng rồi nè, con mèo nó mấy ông đặc vụ đây. Rồi Trúc Anh thì đang khát. Rồi uống đi em. Thảo My thì hình như không cần gì đúng không? Rồi mình vừa đói vừa khát. Rồi đói vừa khát thì ăn uống đi. Khổ quá rồi. Cái gì đây? Thôi được rồi, ba đứa mình ngồi chơi xì dách đi, khổ quá. Chơi cho nó khỏe người ra nào. Ơ thằng nhóc này nó về thật kìa. Rồi. Rồi kiếm được hai lon súp, giỏi, một chai nước, giỏi. Rồi thôi để coi, đói bệnh không bị gì, đói. Rồi vậy là hai người đói đúng không? Rồi đói thì ăn thôi. Rồi chuẩn bị đi ra ngoài nào. Rồi nghe cái đài, nghe đài tí. Con mèo nó về lại nè. Cái ngày mà đặc vụ đây nè, mình biết rồi, tại trước giờ mình không muốn đi theo cái hướng của mấy ông đặc vụ thôi. Rồi để coi khác. Đói rồi, thằng nhóc này thì nó đói. Rồi ok, đói thì cho ăn, khác thì cho uống. Rồi giờ ai ai đi ra ngoài? Mình đoán người đó sẽ là Trúc Anh. Nít đi con, nít đi ra ngoài nó có chết cũng không sao, người lớn ra ngoài mà hết người lớn là mình thua. Để coi nào. Rồi mình vừa khác, thằng nhóc này vừa đói vừa khác. Rồi thôi, nó ở đây với mình thì mình cũng không bạc đãi nó, tại vì đơn giản là nó cũng lút được đồ về cho mình. Mình khác thì mình uống thôi. Nó vô là mình không phải kiểu khai thác nô lệ mà nó cầm được đồ về cho mình mà mình lại không cho nó cái gì cả. Rồi để coi nào, bệnh đấy, nó và có lúc có vài cái sự kiện mình hết bệnh đó, thành ra là mình cũng không muốn dùng thuốc gì. Đói đúng không? Rồi đói thì cho ăn. Rồi cái gì đây? À, cái vụ của mấy ông đặc vụ nè, mình lên mình nói chuyện với mấy ông đặc vụ xíu. Hình như là sự kiện này mình làm quen mấy ông đặc vụ, tại mấy ông đặc vụ này nghi ngờ á là cái con mèo này nó là đặc vụ của Xô Viết các bạn. Vâng, người Mỹ đôi khi cũng ngố chứ cũng có khác gì người Nga đâu. Người ta có yên gọi Nga, Nga gố chứ Mỹ cũng ngố không kém mà. Rồi ok, bệnh hết thì thôi, bà Thảo My thì đang khát rồi, thôi uống đi em. Rồi nghe họ giải thích tí. Mặc dù chưa biết là họ có nói thiệt với mình hay không, mấy cái tay đặc vụ này thì thường cũng không tin tưởng được, nhưng mà thôi ráng. Rồi để coi, mình vừa đói vừa khát, thằng nhóc này nó khát. Rồi xong ok, lâm bách hợp, mình vừa đói vừa khát, nhóc này khát đúng không? Rồi cho nó uống miếng nước đi.
gì đây, lại nữa nó chơi khăm mình á trời. Thôi lần này mình chọn bảo vệ cái đài. Rồi, hay quá, Trúc Anh về tới rồi. Mất cái đèn pin và cái mặt nạ chịu thôi, động đất nó phá đồ kinh lắm. Sách về được có hai chai nước, trời ơi. Bệnh, đói. Rồi ok, có một mình Trúc Anh đói rồi các bạn. Rồi thôi, đói ăn đi em. Đấy, mình tống thằng nhóc này ra ngoài đường lần nữa. Rồi đây lấy cuốn sách đập mấy con gián ngay không sao, có gián đây là chúng ta mệt á. Rồi để coi nào, chú Thảo My vừa đói vừa khát, mình thì không cần gì, Trúc Anh thì đang đói. Rồi vừa đói vừa khát đúng không em, vừa đói vừa khát, đói thôi. Rồi ok, đói vừa đói vừa khát. Chờ người đi ra ngoài đương nhiên lại là thằng nhóc này rồi. Mình không muốn cư xử vậy đâu, nhưng mà tại vì giờ người nào bệnh thì phải cho đi ra ngoài nhiều, để có chết thì coi như cũng không có mất mát gì. Khát, đói khát rồi ok, đi ra ngoài làm việc thì thôi cũng cho ăn cho uống đầy đủ, khỏe lại làm việc tiếp. Mình đi khát thôi. Cái gì đây, quân đội phát tín hiệu. Họ bị giết chân mà là cái khác. Để coi nào, nói chung là chúng tôi để vài canh xăng ở trạm xe buýt gần nhất, họ cần đổ xăng như phương tiện di chuyển, mà mình lại hư mất cái mặt nạ. Trời ơi, mình lại cố gắng mình giữ cái đài thì nó lại bị cái nó lại cần cái mặt nạ. Game này nó bóp vậy đấy các bạn, mình có cái này nó sẽ đòi cái kia, mà nó không bao giờ nó đòi cái mình đang có đâu các bạn. Rồi đói, đói thì ăn. Gì đây? Rồi ok, không 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 nhá, không làm chuyện xấu nữa đâu. Hình như lần trước mình làm chuyện xấu nó có nguyên cái bàn tay máu nó ịn lên cái tường luôn hay sao ấy, mình không rõ nữa. Kiệt quệ, kiệt quệ, kiệt quệ hết rồi. Bệnh dịch. Rồi Thảo My đang khát. Mình đoán thế, đang khát. Rồi khát thì uống đi. Thôi xài thuốc đi, mình sợ mình bay màu rồi. À không không không, cái sự kiện này lần trước cái là nó lên bàn tay máu nè. Rồi mình khỏe lại rồi. Cướp người vô tội không bao giờ, chúng tôi không phải là những kẻ mọi rợ, không hạ thấp bản thân, đúng rồi. Đặc biệt là cướp của một người đang yếu thế, cũng như là của mấy đứa nhỏ, không cướp người già, không cướp của trẻ con nha. Mình sống phải có đạo đức tí. Ông trời ông sẽ thấy mà, ông nói chung là trời cao có mắt các bạn. Còn vấn đề là lúc đó ông nhìn đi đâu thì mình không biết. Rồi khác, khác nè. Rồi ok, khác, khác. Rồi ok, khác thì khác. Rồi ok, lượng nước với lương thực gần bằng nhau. Cái gì đây? Đào một cái lỗ mà. À không không không, kiểm tra cái lỗ là hư cái đài đã bị mấy lần rồi. Hy vọng nó không bị cái khác nha. Đúng rồi, mạo hiểm đủ rồi các bạn. Lần nào cũng hư cái đài hết. Để coi nè, đói. À, có mình đói thôi, nói chung là tiêu hao tài nguyên tương đối ít. Có hai bạn nhóc kia ở đây chắc không còn tiêu hao nhiều nữa cơ. Nhưng mà không ngủ được, tại vì cái sự kiện này nó lại cần cái hộp thuốc nữa. Lại có tiếng gõ cửa. Để coi nào, Thảo My vừa đói vừa khát. Vừa đói vừa khát thì ăn đi em. Ăn uống đi em, ngủ được có 2 tiếng làm sao khỏe được. Cái gì đây? À, thằng nhóc là mà tự nhận là nhà buôn, thằng méo nó bán đồ cực rẻ, nó đổi cuốn sách lấy cây súng, hoặc là đổi cái đài lấy cái đèn pin. Hai cái này thì mình đều không cần, thành ra thôi. Rồi cái gì nữa đây? Như là nó rao bán đồ mình cũng không tin tưởng nó lắm. Cái gì đây nào?
mệt kiệt quệ, khát kiệt quệ, khát khát rồi, hai đứa mình mỗi người lạm ngụm Awafina ha chúc anh ha. Rồi đây, rồi giờ chính thức là bằng nhau rồi đó, mệt kiệt quệ, khát khát rồi, ok. Cái gì đây, ly giấy cuộn dây dài công nghệ cao quá, ly cao thiệt á, ly giấy và những người đặc vụ ấy gọi đến với nhiệm vụ bí mật. Chúng tôi có vé đến hầm chú VIP, họ muốn đi thám hiểm một chuyến và báo lại cho dễ dân bánh bắt chanh đây đúng không. Rồi ok đi đi chúc anh. Hy vọng là ok. Nói vô là bơi quân đội không cứu thì tụi đặc vụ nó cứu thì cũng đỡ. Để coi nào, mệt kiệt quệ, kiệt quệ, mệt kiệt quệ, mệt. Rồi ok, không cần ai cần gì nữa là tốt. Cái gì đây, đúng rồi, đánh nhau. Mình với Thảo My đánh nhau à, chắc là đang muốn chơi WWE mà thôi. Ở đây không có sàn đấu, hai đứa mình đấu hồi là bị thương nữa thì không chữa được đâu. Nhiều khi lần này con mèo nó cứu mình ấy không chừng. Rồi nếu mà ngừng đánh nhau đúng rồi, mình với Thảo My không nhất là không đánh nào, không đánh nhau nữa. Khi nào mà thoát rồi bắt đầu kiếm được cái PS2 rồi hai anh em mình chơi WWE 2003 ha. Còn em nói là chơi 2003 nó không được mượt cho lắm, chứ hàng muốn chơi 2004 cũng được. 2005, 2006 giờ anh chơi với em hết. Ok, giờ mình đừng có vật nhau nữa. Ok, anh không có nhu cầu vật lộn với em đâu. Rồi, ok, khác nè. Khác. Khác, rồi, ok. Uống miếng nước đi đó, nó giật nhau gì cho nó khát nước. Rồi, chúng tôi nó mở cửa một lát chơi cho không. Dễ gặp chuyện lắm. Rồi, chúc anh về rồi. Già bị thương, chết rồi. Đi gì đây, có gãy mất cánh đứt mất cái tay trái luôn rồi, để coi cái tay phải với lộn, cái đang ngồi ngược lại mà mình thì bị điên luôn rồi. Để đóng cửa là điều nên làm nhưng căng thẳng tăng dần lên chứ rồi mình thì bị Trúc Anh thì bị thương, mình thì bị ngáo rồi. Để coi nào, nhiệm vụ này thật sự nguy hiểm, chúng tôi phải đến khu vực nguy hiểm nhất kể vào thời điểm sáng sủa nhất trong ngày. Khu vực đó toàn chó mèo bị đột biến đánh nhau mỗi ngày. Ôi trời, trang bị vũ khí tận răng. Ôi trời ơi, vũ khí mà chó mèo mà được trang bị vũ khí tận răng nha, như mấy con chó bên Fallout ấy nhỉ. Fallout 4 có mấy con chó mà nó được bọc giáp các bạn. Chúng tôi xém tí nữa là mất mạng nhưng họ thật sự cảm kích trước nỗ lực của chúng tôi. Hy vọng nhiều sự đánh giá nơi chúng tôi được sẽ ở được nâng cấp. Hy vọng hầm của chính quyền sẽ có nhà tắm, bồn nước nóng càng tốt. Rồi ok, giờ không có thuốc cho Trúc Anh rồi, tại nãy mình vô tình mình dùng thuốc rồi. Ok, Trúc Anh thì không cần ăn uống gì cũng tốt, mình thì khát nước và đang bị điên. Đứa bị thương, đứa bị điên. Người thì đang mệt thôi. Rồi ok, đúng rồi, giữ hai đứa này không mệt cũng lạ. Rồi ok, mình uống miếng nước nào. Nãy mở cửa ra thì có lẽ là bị cái khác. Nên mà về cơ bản mình vẫn đi ra ngoài được thì tốt. Như đột nhập vào hầm trú nhà hàng xóm, cái ổ khóa của họ đã hỏng. Nên cô ấy bổ sung ít đồ dưới đó trước khi bom rơi. Ủa trẻ chắc chưa chắc là sống sót được không? Không lút đồ của hàng xóm nhé. Nói chung là thôi, không đi chấn đồ của người ta đâu. Mình có thể bị ăn cướp đó bắt nhiều lần nhưng mà tuyệt đối là mình không có hành đi làm ăn cướp. Rồi ok, mình hết điên rồi các bạn. Rồi cũng đỡ. Đói nè. Đói. Rồi ok, mình với Trúc Anh đều đang đói, đói ăn. Đúng rồi, chúng tôi không phải lũ cướp. Phải, chúng tôi còn lương thực đấy nhưng không thể bắt người khác phải trả giá cho điều đó. Chúng tôi không đụng chạm gì đến họ. Một kẻ lấy đi lon súp cà chua từ người khác không xứng đáng được hưởng nó. Hãy cứ hy vọng có ai đó ngoài kia tử tế giống gia đình ta. Rồi ok. Ok ok, đúng rồi đúng rồi, sống là phải vậy mới được. Đói đói. Rồi đói thì ăn. Nói chung là không có thuốc cho Trúc Anh nhưng mà đồ ăn thì có, thôi ăn đi rồi cho nó khỏe lại em. Rồi mình thì thôi, mình cũng đi tay không. Có chuyện gì xảy ra thì thôi vậy. Rồi để coi nào, đói khát đau rồi ok, để coi là khát nè, cái này là đói khát luôn đúng không. Rồi ok, đói khát là tốt, cái này khát nước rồi đúng không, lương thực dự trữ cũng gần sắp hết rồi, khát thì thôi. Từ quân đội rồi, cho quân đội lần này nó đòi cái mặt nạ rồi, lần đầu tiên mình thấy quân đội nó đòi cái mặt nạ luôn các bạn. Kỳ này chắc là phải cầu mấy ông đặc vụ, mấy ông cứu mình rồi. Hy vọng là mấy ông không chơi mình là thấy dùng xong rồi bỏ đó nha. Rồi đúng rồi, không có mặt nạ phòng độc thì làm sao đi tới được.
để coi nào, mệt kiệt quệ đau rồi xong ok, không không cần ăn uống gì cũng tốt. Nói vô là sinh tồn dưới này tất nhiên là không như đi dạo cho công viên rồi, nó chặt nứt rồi, nhưng mà ráng chịu đi. Hít đất à, quên giờ tay đâu cho chút bạn hít đất nữa giờ. Thôi được rồi, một tay vẫn chơi đánh bài được, chơi đánh bài đi. Cậu hay chơi cờ lật cũng được, tại bài nhiều khi phải cầm hai, dùng chơi hai tay để chơi. Cờ lật thì một tay chơi cũng được. Rồi, đúng rồi, bình tĩnh đi. Rồi, Trúc Anh vẫn đang rất là đau nhưng mà không có gì để làm dịu cơn đau cả, không thuốc, có thuốc giảm đau không có gì luôn, có băng bó đồ lại thôi, đau thì thôi chịu vậy. Cái gì đây, mình có thể đổi cái bản đồ lấy đạn hoặc là đổi cái đèn pin lấy cái mặt nạ. Giờ đèn pin của mình thì hỏng rồi, mặt nạ thì giờ cái đó nhiệm vụ bên chính phủ, nhưng mà bây giờ mình cần mặt nạ chứ mình đâu có cần đạn, cho nên là để coi nào. Đánh thuê à? Ai chà, cái sự kiện lần này nó nhỏ này giống như lái buôn, giống như mấy cái đứa mà nó đi buôn, nó đi bán dạo bên Fornao thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái bản đồ mình không lấy đạn làm gì, tại mình cũng có súng đâu mà lấy đạn chi. Dù là nó có mấy sự kiện nó cho đổi đồ vậy thì cũng tốt. Rồi ok, mình bị tôi cướp bắt rồi, lần này chỉ có Trúc Anh với lại Thảo My là sống sót thôi. Để coi nào, khác. Rồi khác, hai người đều khác. Hai người đều khác thì phải uống nước thôi. Rồi để coi cái gì đây. Yêu cầu họ cần chúng tôi cung cấp vài lon súp và chai nước cho và đặc vụ trên chiến trường, họ sẽ lo vận chuyển. Ở đây chúng sẽ được như một cái vỗ nhẹ lên lưng động viên tinh thần cũng với hứa về một tương lai. À, bây giờ nó đòi bốn chai nước hoặc là bốn mấy thằng đặc vụ thì nó đòi ác thế. Ở đâu mà đưa cho nó cái đó nhiều vậy? Giờ còn có hai lon thôi, nó đòi tới bốn lon thì mình chịu rồi. Ồ, ác, mấy hàng đặc vụ này nó ác thiệt. Ơi ở mà không phải lần này không đưa được. Rồi để coi nào, lần này chắc thua nữa quá các bạn ơi. Tưởng thắng rồi ai ngờ lại thua, quân đội thì không có mặt nạ để chơi, còn cái tụi đặc vụ kia nó đòi ác quá, nó đòi một lon hay một chai còn được. Đau mệt kiệt quệ rồi xong. Lần để coi nào, lần này mình cho Thảo My xách theo cây rìu đi, tại lần trước là mình bị tụi cướp bắt cái chỗ là an ninh nó kém rồi. Mình không cướp của người, người lại cướp của mình, các bạn thấy mình tức, các bạn thấy tức không? Mình muốn làm người tốt mà xã hội nó có cho đâu. À, Trúc Anh đang đói thì ăn đi em. Mấy cái tay bên chính quyền nó lại đòi hỏi nhiều quá. Rồi dùng cái bình xịt côn trùng coi, hy vọng cái bình xịt côn trùng này có thể đổi thành cái hộp thuốc nè. Hy vọng là mình chữa được cho Trúc Anh. À, rồi hay quá, hay quá. Rồi có thuốc cho Trúc Anh rồi, bỏ một chai côn trùng đi, tại giờ chứ sự kiện côn trùng độc thì nó cũng khó chạy tới lắm, còn có thì coi như là nó game nó ép mình phải chết rồi. Khát nước thì uống đi em. Nhiều khi mình cũng không biết phải giữ cái gì luôn, hồi nãy mình biết rồi, mình giữ cái mặt nạ ngon rồi. Rồi ok, có cái két sắt cho nó ra được lon súp nè, bình thường mình nhớ thì nó hay ra như vậy. Cái tụi đặc vụ láo với nó nói là nó thưởng mình bằng cách nó vỗ vai mình một cái. Vết thương của Marise của Trúc Anh được chữa lành rồi, hay quá, nhưng mà cho Thảo My mà không trở lại thì coi như là Trúc Anh cũng thua đấy. Rồi lon súp thì cũng chả đủ. Để coi. Mệt. Kiệt quệ rồi. Gì đây? À, có vẻ như là Trúc Anh đang không cần gì đúng không? Cái tụi đặc vụ nó quay lại nó đòi đồ, nó là đâu đồ đâu mà nhiều dữ vậy. Hai chai bơi hai lon thì còn được rồi xong. Trúc Anh đi luôn rồi, cái là Thảo My đi luôn rồi các bạn. Chúng tôi giúp họ sao? Chúng tôi đã thất bại, đây là những lời cuối cùng mà chúng tôi khuyên bất cứ người nào đang đọc dòng chữ bị mờ. Chúng tôi không, chúng tôi đã chịu đựng được 48 ngày. Chúng tôi sẽ giúp. Chúng tôi không có hứng thú. Rồi ok. Chịu thôi. Nãy biết vậy mình không giữ cái đài, mình giữ cái mặt nạ là xong rồi, mình bỏ mạng. Thua.
Tại nãy Trúc Anh không đi ra ngoài được thì mình chỉ có thể cho Thảo My đi thôi, cố gắng chữa bệnh được cho Trúc Anh rồi, nhưng mà chúng ta thua rồi các bạn. Số lượng sống sót của mình là 48, tiêu thụ 10 chai nước, ăn hết 8.25 lon súp, thời gian tồn tại giờ không ai sống thời gian tại phòng chú là không luôn. Số quyết định đồng ý là 6, từ chối là 5. Thầm thám hiểm lần này thất bại rồi, chỉ có được 5/8 lần thôi. Số vật phẩm mang về là 12. Phút đầu thì có thể hơi ok xíu, nhưng mà phút sau thì mình chịu. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Nói chung là mình thấy là cái nhiệm vụ tuyệt vụ mình nó ác lắm luôn á. Đòi tới 4 chai hoặc là 4 lon thì ở đâu mà cung cấp cho tụi nó cho đủ. Mình là dân thường, mình khó khăn biết rằng là nếu như lúc phải làm việc là phải dựa vào chiến tranh nhân dân, tức là cái nguồn hậu cần đôi khi phải lấy từ nhân dân, nhưng mà đòi nhiều tới mức này ở đâu mà cấp cho đủ thôi các bạn. Nó quá đáng vậy thôi. Mình lúc đó còn 2 lon, nhẫn thành nó lấy 2 lon mình cũng còn chấp nhận được. Rồi ok, gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nói chung là lần tới xem ra chúng ta cũng phải để dành cái mặt nạ rồi, phải cố gắng bảo vệ cái mặt nạ nữa, tại không biết nó sẽ đòi cái gì. Cái đặc điểm với cái game này là nó sẽ thay đổi cái vật phẩm nó yêu cầu, chứ không phải nó giữ lại đó để mà chúng ta mà nãy xui cái đó là nó không, mình để cuốn sách ở đó mà nó không cho mình sửa cái mặt nạ luôn, là các bạn biết là nó đang muốn ép khó mình rồi. Rồi thôi, gặp lại các bạn ha, bye bye.